Cách ăn quỳt tiền đẳng cấp vũ trụ Marvel ở Hàn Quốc khác với Việt Nam. Bên này muốn mua bia rượu hay thuốc lá cần phải trên 19 tuổi. Nếu bán những thứ này cho người dưới 19 tuổi thì người bán sẽ bị phạt rất nặng. Và vô tình điều luật này xuất hiện một khe hở. Ở quán ăn, nhân viên vô tình không xác minh độ tuổi qua chứng minh thư và bán rượu cho trẻ chưa đủ 19 tuổi. Sau khi ăn uống no say, họ tự động rời đi và không thanh toán, chỉ để lại vỏn vẹn một tờ giấy: "Chúng tôi là trẻ vị thành niên, xin lỗi." Nó chua chát hơn cả lời từ chối tỏ tình của Crush. Lúc này chủ quán muốn báo công an cũng không được, vì đòi được tiền bữa ăn thì tiền phải nộp phạt gấp trăm lần. Nhưng nếu đang ở Việt Nam: "Chú ơi, rượu nhà chú rất ngon và bọn cháu mới 16 tuổi. Cảm ơn chú vì bữa cơm miễn phí nha." Cách giải quyết thứ nhất: "Ok, để chú gọi bố cháu đến xem ông dạy con bằng tay không hay bằng chổi nào." Alo anh ạ. Cách giải quyết thứ hai: